Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau nói về hàng đối tượng và hàm hàng ở trong thực tế cũng như là trong khi viết chương trình. Chúng ta sẽ gặp những cái đối tượng cần phải thay đổi nhưng cũng có những cái đối tượng chúng ta không cần phải thay đổi nó. Ví dụ như trong cái đối tượng time thì đối tượng noon, tức là đối tượng buổi giữa trưa ấy, thì chính là cái thời điểm 12 giờ 0 phút 0 giây, thì đây chính là cũng có thể coi là một cái hàng số, bởi vì khi mà nói đến noon thì chúng ta biết ngay nó là cái thời điểm 12 giờ 0 phút 0 giây, cho nên chúng ta cũng có thể tạo ra cái đối tượng này bằng cách là đặt nó ở dạng hàng. Ok, đây gọi là đối tượng hàng hay là hàng đối tượng, tùy các bạn dịch thế nào để cho nó dễ chịu là được. Okay. Và khi mà khai báo một cái đối tượng hàng hay là biến hàng hay là cái hàm hàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái keyword constant như thế này, viết tắt của CONST. Và đối với các hàm thành phần của class cũng vậy, những cái hàm nào không có chức năng xác định dữ liệu hay thay đổi cái dữ liệu của chương trình, ta có thể khai báo nó ở dạng hàng số để tăng cái hiệu năng của chương trình. Và đối với dữ liệu của class thì chúng ta cũng có thể để nó ở dạng hàng số nếu các bạn thấy là cần thiết. Trong khi sử dụng đối tượng hàng, hàm hàng đồng thời là cái dữ liệu kiểu hàng số thì có một số các lưu ý với các bạn như thế này. Thứ nhất là các đối tượng hàng sẽ chỉ có thể gọi đến các hàm hàng ngoại trừ các hàm tạo và hàm hủy. Okay. Và các hàm không có chức năng thay đổi dữ liệu thì mới nên khai báo ở dạng hàm hàng, nếu không các bạn sẽ gặp lỗi. Và đối với hàm hàng thì nó chỉ có thể gọi đến và sử dụng các hàm cùng loại, tức là chỉ có thể gọi đến hàm hàng nếu như bạn muốn gọi một cái hàm nào đó ở trong một cái hàm hàng. Và đối với giá trị kiểu hàng số của các biến của dữ liệu thành phần đấy thì có thể khởi tạo cái giá trị cho nó, nhưng chúng ta không thể gán giá trị cho nó. Ok, bây giờ thì mình sẽ minh họa với các bạn cái chương trình, tức là cái chương trình lần trước ấy là cái project kế thừa, thì ở đây chính là cái class người, là class sinh viên, là kế thừa từ class người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái file project. Đầu tiên là các bạn đóng hết cái này đi. Ok, giả sử là mình chưa có cái này. Và cái chỗ mình lưu cái project đó ở chỗ nào thì các bạn vào, sau đó là các bạn là tìm cái file có tên màu tìm đây là dev này. Các bạn đúp chuột vào. Ok. Sau đó thì nó sẽ mở lên cho chúng ta được 5 cái file như thế này. Ok, đó chính là 5 cái file. Đây, 5 cái file này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện là chạy cái chương trình. Ok, chạy chương trình này thì chúng ta sẽ được cái kết quả. Cái này là bị lỗi. Nếu như các bạn gặp cái lỗi như thế này, nó ở file make win, thì các bạn sẽ xử lý như sau. Cách đơn giản nhất đó là các bạn vào cái chỗ mà các bạn lưu cái project ấy, các bạn chọn những cái file chương trình nó tạo ra thì các bạn xóa bỏ đi. Đây, mình chọn các file như thế này và mình sẽ tiến hành click delete, xóa luôn, không cần bỏ vào thùng rác. Cái này no. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện biên dịch lại cái chương trình. Đấy, như vậy là nó sẽ không bị lỗi nữa. Ok, đây là cái do là cái project nó tăng cái hiệu năng của chương trình nên chúng ta phải xóa bỏ cái file nó đã tạo ra để bắt nó biên dịch lại từ đầu. Không thì nó vẫn sử dụng những cái cũ mà nó tạo ra, trong khi chương trình chúng ta thay đổi rồi thì nó sẽ gặp lỗi như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hàm hàng. Đầu tiên là hàm hàng thì ở trong cái này, giả sử là mình thấy ở đây, đây là những cái mà chúng ta có thể khai báo ở dạng hàm hàng, đó là các hàm get và hàm display. Ok, thì chúng ta để cái key khóa ở khi cái dấu chấm phẩy kết thúc và sau cái dấu ngoặc đóng của cái tên hàng. Ok, và tương tự thì chúng ta sẽ khai báo hàng của hàm ở cả dạng nguyên mẫu lẫn ở trong định nghĩa. Ở đây tương ứng đó là hàm get. Ok, hàm get thì cũng put vào đây, vào đây, vào đây và đây nữa. Bây giờ chúng ta đến với sinh viên. Sinh viên thì cũng có cái hàm get. Ok, hàm get thì cũng có thể để ở chế độ hàng, bởi vì nó không có thay đổi dữ liệu mà nó chỉ lấy dữ liệu ra để xuất thôi, chứ nó không có làm thay đổi cái giá trị của nó đi. Ok, bây giờ các bạn biên dịch lại
thay cái chương trình. Ok, nếu lại gặp lỗi thì chúng ta sẽ tiến hành làm lại tương tự như nãy mình chỉ các bạn, đó là vào đây chọn những cái file nào nó tạo ra này, chúng ta xóa bỏ nó đi, no, chạy lại đây thì kết quả của chúng ta đó là vẫn xuất ra một cách bình thường, nhưng mà thay vì sử dụng các hàm như trước thì ra ở đây là chúng ta đã sử dụng các hàm hàng, ok, hàm display get, rồi là bên class người này cũng hàm get và hàm display là hàm hàng. Bây giờ mình sẽ ví dụ là trong này mình sẽ không khai báo hàm display của class người là hàm hàng nữa, mà đây thì mình sẽ để nó ở hàm bình thường và trong class sinh viên nó là hàm hàng, và hàm hàng của class sinh viên sẽ gọi đến hàm display. Vậy thì có vấn đề gì xảy ra? Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình và chương trình nó sẽ báo lỗi cho chúng ta. Ok, tức là nó bảo là cái hàm get này này đây là không phải là hàm hàng là thứ nhất này, bởi vì ở trong này mình gọi đến hàm get phone, ok, đây không phải hàm hàng. Và cái thứ hai là cái class người này này thì đây không phải là hàm hàng, cho nên nó không gọi được. Ở đây thì mình phải trả lại hàm hàng ở đây, ok. Và cái này mình sẽ xóa bỏ cái này đi. Rồi. Chương trình nó sẽ báo lỗi. Đây, nó bảo là cái class cái hàm display của này không phải là cái hàng, ok. Và lúc nãy mình cũng thử là cái mình xóa bỏ ở trong cái này này, cái hàm get phone, mình bỏ cái hàng đi thì nó cũng báo lỗi. Ok, như vậy là chúng ta phải để hàng ở đây thì cái chương trình nó mới có thể là display, ok, hàng số, và đây cũng phải là hàng số. Như vậy thì cái hàm hàng chỉ có thể gọi đến các hàm hàng để thao tác, ok, và như vậy thì kết quả chúng ta đã hoàn toàn là chính xác rồi. Bây giờ thì đến với khởi tạo dữ liệu cho cái các dữ liệu kiểu hàng số. Ở đây thì giả sử là cái trong này này mình để cái này ở dạng hàng này, ok, tức là cái điểm là dạng hàng. Và ở trong cái sinh viên này này thì cái hàm tạo ấy, ở trong hàm tạo này này chúng ta sẽ không gọi đến cái hàm như thế này nữa, mà chúng ta sẽ tiến hành đó là gán trực tiếp luôn đó, na name gán bằng na, ok. Tiếp theo đó là adda, nhầm, ở đây là id gr, ok, id gắn trực tiếp bằng id. Tiếp theo là gr, cuối cùng đó là float mark, ok, gắn bằng mr để xem điều gì xảy ra. Đây chương trình nó sẽ báo lỗi cho chúng ta, ok. Cái này nó bảo là đã không khởi tạo cái giá trị hàng, ok, và ở đây là chúng ta không thể gán như thế này, mà chúng ta phải khởi tạo gán trực tiếp như thế này nó sẽ bị lỗi, ok. Nếu gán thì lỗi, nhưng mà bây giờ chúng ta khởi tạo như thế nào, tức là trong hàm tạo này nó có cái chức năng như thế này này, ok, đây là mark mở ngoặc mr, rồi biên dịch lại xem nào. Cái hàm này thì không cần thiết ở đây nữa, ok, bởi vì đây là hàng số nên là không thể gán. Yes, được rồi, bây giờ chúng ta chạy chương trình. Đây chương trình đã hoàn toàn chính xác, ok, và như vậy thì chứng tỏ là cái dữ liệu hàng cũng giống như cái biến kiểu hàng, nó không thể gán mà chỉ có thể khởi tạo, và ở trong hàm tạo thì các bạn có thể tạo nó ra bằng cách là cú pháp như thế này, chứ không phải là như thế này, thế mà cũng không phải là như thế này. Nếu như thế này thì nó sẽ gặp lỗi, nó báo lỗi, ok. Còn cái đối tượng hàng ấy thì các bạn chỉ cần ví dụ như là trong hàm main này này, hàm main này mình để cái thằng này là thằng hàng số đi thì xem nào. Yes, đây
Nếu mà để hàng số thì nó chỉ có thể gọi đến hàm hằng, bởi vì đây chỉ gọi đến hàm display. Bây giờ mình thử chấm set xem, f.set name address thì id. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái vấn đề gì nó xảy ra. Đây, nó sẽ báo lỗi. Đây, nó nói lỗi đây. Ok. Tức là chúng ta sẽ không thực hiện được các thao tác với các hàm không phải hằng, bởi vì hàm set của mình không phải là hàm hằng. Ok. Đây, trong class người này thì hàm set address không phải là hàm hằng. Cho nên là ở trong cái hàm main này này, chúng ta không thể gọi đến cái hàm hằng, hàm không hằng từ một cái đối tượng hằng. Như vậy thì hàm hằng sẽ chỉ có thể gọi đến các đối tượng hằng. Và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.